quay quay tôi với cô lại là một bắt tay gái cho lên YouTube cho là đẹp em. Chào cô gái quen trong làng quấy thúng nha. Rồi chào em gái kè né nha. Bye bye. Rồi hẹn em dịp khác. Hello, xin chào anh em. Bữa nay mình đang có mặt tại cảng cá Cà Ná. Mình sẽ trải nghiệm một ngày trên chiếc thuyền thúng này cùng với là chị đưa đò, cô gái đò. Rồi mình cùng với chị trải nghiệm thuyền thúng này đã đưa đón khách nè anh em. Khách ở trong cảng ra mấy chiếc ghe mình chụp. Nói chung là ghe Quảng Lai mà tới đầu ở ngoài khu vực cảng á. Đây ở ngoài khu vực cảng để đưa đón khách này. Đây mình mới chị vừa mới đón một anh khách này. Đây chị quấy thúng. Quấy thúng nhuyễn lắm anh em. Đó cảng cá Cà Ná buổi sáng này anh em. Đó mình chụp quá trời luôn. Ghe toàn là tầm 20 mấy mét không á. 45 mét, 67 mét cũng có. Chào anh em. Tôi giấy gì mà đi với bên kia rồi. Lại luôn á. Ok anh em mình cùng với cô lái đò vừa đón một anh khách rất là xe. Rất là xe đi một vòng rất là lâu. Bây giờ mình cùng với cô lái đò sẽ đi tìm một cuốc xe khác nữa. Ok anh em, bây giờ mình cùng với cô lái đò sẽ bơi vòng vòng vào vào tìm một cái lượt khách hàng khác để phục vụ ngày hôm nay. Ủa sao chị lấy 10.000 rẻ quá vậy? Đấy là ổng có quen biết nữa. Thường chở ổng. Thì quen. Ở đây xa. Em nghĩ không phải 30 rồi chứ. Em nghĩ thấy 30 vừa. Quá lâu luôn mà. Mình cùng với cô lái đò đưa một anh khách đi rất là xa. Nói chung là bơi dầm hầu như là bao quát cả cái khu vực ghe này luôn. Từ ở trong cảng bơi ra ngoài này, từ trong này bơi dầm lên trên kia. Nhưng mà chỉ lấy có 10.000 à. Rất là xe nha anh em. Nói chung đoạn đường gần thì được. Đoạn đường này quá xe luôn. Mấy anh em ghe lặn nè, nguyên cái đội thuyền thúng luôn nè anh em. Nguyên một cái đội của mấy cô lấy đò luôn. Hello, chào cô lấy đò. Nguyên một cái đội cô lấy đò Bến Hè luôn. Đây thêm một chị lấy đò nữa nè. Đúng rồi. Bố về đi biển á. Hả? Anh ở Phú Yên. Vâng. Quay chủ yếu quay mấy cô lấy đò chứ. Dạ. Chào chị. Mấy cô lái đò rất là vui vẻ nha anh em. Anh em vô xem video ủng hộ. Lái đò vui vẻ, nhiệt tình giống như taxi ở trên bờ vậy anh em ơi. Anh này có chị nữa nè. Đó, bên này hai chị hai thúng nữa kìa. Vâng. Sáng giờ được bao tiền rồi chị? Sáng giờ là bao tiền?
Chị được 150, còn em kia là được nhiêu? Sáng giờ em được nhiêu rồi? Mấy chục? Mắc cỡ, em này có chồng chưa? Chưa có chồng hả? À, chưa có chồng lại giới thiệu anh ở bên ghe anh luôn. Anh thanh niên hồi nãy gặp mà nhờ em này nè. Hả? À, anh đi quay mình, anh đi ghe vô đây. Anh làm biển mà. Quay cái này cho vui. Hả? Thì quay vui chơi, giống như trẻ nhỏ nó đi chơi, nó chụp hình vậy đó. Mấy trăm hả? Sáng giờ mấy trăm à? 300 mấy 400 gì á. À, wow, vậy từ đây tới chiều à 500-600 đó. Thấy cá không? Cá không? Phải cá. Nè, có vừa bơi đò mà vừa xin được một ít cá nữa nè, cá cơm nữa nè, nục đỏ nữa nè. Đó. Đã đuôi. Đúng rồi, nục đã đuôi. Cơm lớn, nấu mớ này, hai mớ này là kiếm 200 rồi. Gần 200 rồi. Nục đỏ cho 10.000 ký đi. 8.000 cho 10.000 đấy. Cho 10.000 đi, bán cá tươi á, mình lấy đế vô để bán cá tươi. Cá cơm mà chục ký nữa, trăm mấy rồi, ngày nay khấm khé rồi nha. Ngày nay kiếm về trăm đủ nuôi chồng à. Ôi em nhỏ sao em xài cái thúng bự quá vậy? Cái cơ thúng bự vậy đó. Tháng anh em, mấy chị, mấy cô lấy đò ở Cà Né rất là vui vẻ ha. Lại kia coi thử có khách không? Chia ra bớt vài khách, người vài khách nữa chứ, để nó dồn lại một thúng vậy. Giờ bơi đi tìm khách nha anh em. Anh em thấy bơi đò nhưng mà giờ dùng cơm ngay ở trên thúng luôn rồi anh em. Thấy cuộc sống mưu sinh của mấy cô lấy đò Cà Né. Chết của đò đàn ông đi rồi đò phụ nữ luôn. Đây anh em trải nghiệm đi thuyền thúng nha. Sau một hồi đi theo chị lấy đò, bây giờ mình buông ít đồ lặt vặt. Đây cô lấy đò đây. Rồi bây giờ mình ghé lại ghe của mình. Chắc bây giờ lấy ít tổn nữa đi ra, mình đi lên về quê Phú Yên lại. Có gì nếu vô lại thì hẹn gặp cô lấy đò năm sau nha. Đây cô lấy đò đây. Giờ tới phần trẻ tiền. Bạn Tây cô lấy đò, hẹn ngày gặp lại nha. Rồi bạn Tây vàng trong làng quấy thúng.